Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng ở mọi cấp độ, từ các ngành kinh tế của quốc gia đến từng doanh nghiệp, hộ gia đình, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa có tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, nâng cao hiệu quả nền kinh tế. Bên cạnh quy định bắt buộc thực hiện theo quy định của pháp luật, các hoạt động tiết kiệm năng lượng cần được phổ biến và nhân rộng trong toàn xã hội theo hình thức tự nguyện. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2020-2025, hay còn gọi là chương trình DEP3, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Cục Năng lượng Đan Mạch thí điểm triển khai chương trình thỏa thuận tự nguyện thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp có cơ hội tìm kiếm các giải pháp và thực hiện đầu tư dự án cụ thể về tiết kiệm năng lượng. Chương trình thỏa thuận tự nguyện về tiết kiệm năng lượng là một cái hình thức thỏa thuận một cách tự nguyện giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà trọng điểm để tiêu thụ nhiều năng lượng, với cái mục tiêu là để hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả hơn, tiết kiệm được cái chi phí sử dụng năng lượng cũng như là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thì cái mô hình thỏa thuận tự nguyện này thì đã được thực hiện thành công tại nhiều quốc gia, và Bộ Công Thương chúng tôi thì mong muốn áp dụng cái mô hình thành công này để chúng ta thực hiện ở trong các cái doanh nghiệp ở Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghiệp là lĩnh vực mà tiêu thụ nhiều năng lượng, chiếm đến hơn 50% cái tỷ trọng tiêu thụ năng lượng của toàn quốc. Tham gia vào chương trình thỏa thuận tự nguyện, doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích sau: cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để khám phá các cơ hội tiết kiệm năng lượng lớn có tính khả thi tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp thông qua thực hiện kiểm toán năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tăng cường cơ hội tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi cho tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thông qua tiếp cận các tài liệu công nghệ kỹ thuật, công cụ để cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, tối ưu hóa các quy trình tiêu thụ nhiều năng lượng trong nhà máy. Trước đây thì công ty cũng đã mời một số đơn vị tư vấn để tìm phương án nâng cấp cái hệ thống điều khiển lò nung nhưng không đạt kết quả. Và sau khi tiếp cận báo cáo tiền khả thi của dự án đã cho phép công ty nhận diện được những cái tiềm năng tiết kiệm và cái phương pháp áp dụng công nghệ vào để cải tiến hiệu suất lò nung. Và công ty cũng mong muốn dự án được tiếp tục hỗ trợ để có báo cáo khả thi FS để được triển khai và cũng được tham gia hợp phần Output 4 vì còn nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng mà chưa được áp dụng. Tham gia vào chương trình thỏa thuận tự nguyện, trước hết doanh nghiệp cần phối hợp với đơn vị kiểm toán năng lượng trong nước gửi bản đăng ký tham gia để chương trình DEP3 xem xét phê duyệt hồ sơ. Đơn vị kiểm toán năng lượng trong nước và tư vấn quốc tế của chương trình DEP3 tiến hành khảo sát sơ bộ tại doanh nghiệp để phát hiện tiềm năng và các cơ hội tiết kiệm năng lượng lớn. Doanh nghiệp cung cấp thông tin cần thiết để đơn vị kiểm toán năng lượng trong nước xây dựng, đề xuất kỹ thuật. Sau đó, chương trình sẽ ký kết thỏa thuận với chương trình DEP3 và nhận hỗ trợ kỹ thuật của chương trình DEP3. Để nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ chương trình thỏa thuận tự nguyện, doanh nghiệp cần đáp ứng 3 tiêu chí. Thứ nhất, doanh nghiệp đó là doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm. Thứ hai, doanh nghiệp cần thực sự quan tâm đến vấn đề tiết kiệm năng lượng và mong muốn đầu tư vào các dự án tiết kiệm năng lượng có tiềm năng. Và thứ ba, họ cần phối hợp chặt chẽ với các kiểm toán viên, chuyên gia năng lượng trong quá trình phát triển các dự án tiết kiệm năng lượng. Trong năm 2023, đã có 4 doanh nghiệp trong các lĩnh vực chế biến gỗ, thép và vật liệu xây dựng tham gia vào chương trình thỏa thuận tự nguyện và bước đầu đã ghi nhận một số kết quả tích cực. Nếu như trước đây, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn do thiếu chuyên môn hoặc kiến thức kỹ thuật và nguồn lực tài chính hạn chế khi khai thác tiềm năng tiết kiệm năng lượng, thì khi tham gia chương trình thỏa thuận tự nguyện, các doanh nghiệp đã nhận được nhiều hỗ trợ kỹ thuật như sàng lọc các cơ hội tiết kiệm năng lượng, tiến hành kiểm toán năng lượng, lựa chọn các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiềm năng nhất cho nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Hiện nay thì chương trình thỏa thuận tự nguyện về tiết kiệm năng lượng do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với lại chuyên gia Đan Mạch, thì cái chương trình đấy thì doanh nghiệp chúng tôi đánh giá là chương trình rất tốt,
cho các cái đơn vị sản xuất nói chung và đối với doanh nghiệp mà sản xuất về vật liệu xây dựng của công ty Sông Đà Cao Cường nói riêng. Chương trình cũng chỉ giúp cho doanh nghiệp là các cái phương pháp để kiểm toán được lại năng lượng trong quá trình thực hiện. Qua chương trình cũng đã có những cái giải pháp đồng bộ cho cái việc mà sử dụng làm sao đảm bảo được tiết kiệm năng lượng. Chương trình thỏa thuận tiết kiệm năng lượng tự nguyện là một chương trình nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp nâng cao hình ảnh, đem lại lợi ích về cả kinh tế và môi trường cho doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và hướng đến mô hình phát triển bền vững, tăng trưởng xanh theo xu thế chung của thế giới.